vì nó có hai chấm nhận nó chữ U nên khi viết một mình nó mới viết thành chữ Huy này. Đấy. Và khi đọc đọc là Huy, Huy. Đấy. Khi đọc đọc là Huy nên nó viết như này, Huy lại thế. Các bạn nhớ nhá, đây này, CQX thì không bao giờ có dấu hai chấm ở trên đầu. Ni hao, xin chào các bạn. Đây là một cái bài số 3 và chúng ta sẽ tiếp tục cái bài này với cái việc đó là ôn tập một đó là mình sẽ nhắc qua cái bài cũ một chút. Thì bài cũ chúng ta đã học về hai cái đoạn hội thoại đúng không? Học đoạn thoại thứ nhất là nỉ chuế yin vì ma, có nghĩa là bạn học tiếng Anh à, nó bảo không phải học Hán ngữ phú phú chuế Hán gì thì nó hỏi là truy bảy dinh ma, tức là đi đi Bắc Kinh à, trời đúng đúng không ạ? Rồi chúng ta học cái bài đoạn thứ hai, nó chỉ có hai câu quan trọng nhất thôi, đó là nỉ truy đó là nỉ truy dấu chú, nỉ truy dấu chú chia sinh ma là bạn đi gửi phong bì thư à, và bố truy truy yến hàng chỉ chén, tức là không nó đi ngân hàng thì gửi tiền cơ, thì chúng ta học cái từ chia sen là gửi thư và chỉ chén là gửi tiền, thì mình đã dạy kỹ trong bài trước rồi. Thì nó có một số từ mới như là xuế này, học nhinh nhủy tiếng Anh, a bố nhủy tiếng Arabic, tớ ủy là tiếng Đức, ớ ủy là Russian tiếng Nga, phá ủy là tiếng Pháp, hán cuối ủy là tiếng Hàn, Korean, yu ủy là tiếng Nhật, và tiếng Spanish là tiếng Tây Ban Nha là Chia Ban Giả Dụy, Chia Ban Giả Dụy là Chia Ban Giả Dụy là tiếng Tây Ban Nha. Thuỳ là đúng, Minh Thiên là ngày mai, Chiên là nhìn, Chuyên đi, và Chấu Chú là Post Office, tức là dấu chú tức là bưu điện, Chi là gửi thư, Chi Xiên gửi thư, Yến Háng là ngân hàng, Chủy Chén là gửi tiền, Chủy là gửi, Chén là tiền. Bạn nhớ là Chi Xiên gửi thư, Chủy Chén gửi tiền. Niêu là 6, chi là 7, và triệu là 9. Đây là cái bài hôm trước có một từ 7 dinh là Bắc Kinh của Trung Quốc. Cái từ này có lẽ nó quá quen, các bạn không học đúng không ạ? Thì cái bài này, thì cái phần thứ hai của bài 3 nó sẽ giống như bài 1, bài 2 thôi. Sẽ là phần luyện đọc và phần làm bài tập và cái còn luyện viết. Thì nếu biết đọc đã nói các bạn rồi, nó không có dạy các bạn luyện viết được, bởi vì đây là cái video online thôi, nó không thể nào dạy luyện viết được. Thì thực ra thì các bạn chỉ cần tô vẽ lại cái sách mà các bạn mua về thôi, không có gì cả. Thế còn phần luyện đọc thì Lộc sẽ mở file nghe các bạn và luyện đọc cùng các bạn ngay giờ phút bây giờ, và sẽ chia sẻ các bạn cái cách mà nói luyện đọc của mình. Còn các bạn nào biết cách rồi thì các bạn đã học ở cái trung tâm rồi thì các bạn có thể tự luyện nghe thôi, luyện nói thôi. Ok nhé. Rồi bây giờ phần cuối video thì mình sẽ giải quyết bài tập cho các bạn, và bây giờ chúng ta sẽ và bây giờ ta sẽ bắt đầu cái bài học của ta ngày hôm nay. San Yu Yin. San Yu Yin. Chúng ta sẽ đến với phần 3 này. San là 3, Yu Yin, Yu Yin. Yu Yin ở đây nó Yu Yin ở đây là ngữ âm, phát âm. Ở đây sẽ có cái phần phụ âm đầu tiên nhé. Đầu tiên là sẽ có phần phụ âm. Y y sinh ngũ. Y sinh ngũ. Chi chi xi yu yin y sinh ngũ. Y là sinh ngũ nhá, chúng ta sẽ lên phần sinh ngũ. Chúng ta sẽ có mấy cái ba phụ âm khó đây là phụ âm z, q và x. Thì chữ z này đọc là chữ chờ, chữ q cũng đọc là chữ chờ, chữ x thì đọc là chữ sờ. Thì ba từ này nó là âm gió, nó khá giống nhau. Thì các bạn thấy là chữ chi là chờ, bật hơi. Thì chúng ta sẽ phân biệt khi chúng ta luyện nói bây giờ nhá. Chi các bạn thấy chi, chữ di này là chi rất là nhẹ nhàng, không có bật hơi. Chi. Đấy, các bạn thấy là chữ chữ quy này nó khác cái chữ di, cũng đọc là chi tức là chờ đấy, nhưng mà nó là chi có hơi, bật hơi. Chi. Và si là x đúng không ạ? Si có hơi và đó là si x. Si nó giống khá là giống chữ sờ Việt Nam thôi. Hai. Rồi phần thứ hai. Yên mũ. Yên mũ đây ta học nguyên âm ghép, nguyên âm đơn, nguyên âm đôi nha. Ya. Ya. Ye. Ye rất là dễ, rất giống tiếng Việt của chúng ta. Yao. Yao. Yêu. Yêu. Yên. Yên. Yin. Yin. Yang. Yang.
音音约约约约bạn nhớ là cái u mà có dấu hai chấm ở trên đầu, có hai chấm trên đầu thì là đọc là uy uy, thì sang cái từ này sẽ là yue yue yuan, và từ sau là oan, cho nên cái từ này sẽ là yuan yun yun, đúng không, yun yung yung. Đấy, bạn nhớ này uy uy yuan yung, đúng không, cái này là yung nhá, yung bạn nhớ yung. À, cũng khá là dễ thôi, không có gì cả. Bây giờ ta sẽ đến với cái bảng luyện tập này. San Pinyin Pinyin Chi Chi Chia 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 Chiao Chiao Chiu Chiu Chien Chien Chin Chin Chiang Chiang Chin Chin Chung Chung Chi Chi Chia Chia Chie Chie Chiao Chiao Chiu Chiu Chien Chien Chin Chin Chiang Chiang Ching Ching Chung Chung Xi Xi Xia Xia Xie Xie Xiao Xiao Xiu Xiu Xian Xian Xin Xin Xiang Xiang Xin Xin Xiong Xiong Bi Bi Bie Bie Biao Biao Bian Bian Bin Bin Bing Bing. À, các bạn sẽ thấy là ở đây mình nhắc nhớ lại các bạn nhớ là cái chữ p và chữ f, hai chữ này đọc giống nhau, đều đọc là f, nhưng cái chữ b này, chữ b này đọc là f không có gió nhé, và nhẹ hơn hay là có gió và mạnh hơn, nó là chữ f, đây là chữ f thật sự, còn cái này nó là l f l b. P P các bạn thấy chưa, nó bật rất mạnh nhá, P tự bật rất mạnh, và từ này sang pia 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 bật rất mạnh, cái từ này từ p nó giống là mark p tên tên mình á, p biệt danh của mình á, p bật rất mạnh. Pie piao piao pian pian pin 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 pin, ok khó đấy đâu. Mi mi mie mie miao miao mien mien min min Ming Ming Ti Ti Tie Tie Tiêu 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 Tiêu. Các bạn nhớ là cái chữ đờ này, chữ giờ này đọc là bằng chữ T nhé. Và chữ T còn chữ T thì đọc bằng chữ thờ, nhớ chưa? Nhớ nhé. Tiên 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 Thi Thi Thie Thie Thiêu Thiêu Thiên 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 Thiên, ok chưa? Ni Ni Nhe Nhe, rất dễ không? Nhiêu Nhiêu, là nhẹ không? Nhiêu Nhiêu Nhiên Nhiên Nhìn Nhìn Nhiêng 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 Li Lò cao Li Lia Lia Lie Lie Liêu 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 Liên 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 Liêng 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 Yi Yi Ya Ya Ye Ye Yao Yao Yu Yu Yen Yen Yin Yin Yang Yang Yin Yin Yung Yung, ok. Nhi 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 Đi Đi Nhi Lue Chi Chue 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 Chuen Chuen
chuyên chuyên chi chuyên chi chuyên 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 chuyên. Ok, chúng ta sẽ có là Z, Q, X. Thì các em nhớ là Z đọc trở nhẹ, Q đọc trở nhẹ, nhưng Q có hơi, Z không có hơi, X thì đọc là X thì có hơi thôi. Thế còn chúng ta có cái từ từ duy, duy, duan, duan này thì nó dẫn, nó khá là giống với cái nó đọc thì sẽ thành chữ Z trong tiếng Anh. Chữ Z trong tiếng Anh thì lại đọc thành chữ trở nhẹ, không có hơi. Thế còn chữ Y này nó đọc khá là giống chữ Y, chữ Z trong tiếng Anh. Các bạn nhớ như vậy nhé. Và cái điều đặc biệt nó là như thế này, đó là các bạn nhìn thấy cái chữ U này là chữ U có dấu hai chấm gạch ở trên đầu, hai chấm gạch trên đầu, nhưng khi đi với các phụ âm là Z, Q, X và nó đứng một mình thì nó sẽ, khi đứng một mình nó vẫn là duy này, nó vẫn đứng một mình nó đọc là duy này, thì nó không có cái hai chấm ở trên đầu chữ U nữa. Đấy, các bạn hiểu chưa? Vì nó có hai chấm trên đầu chữ U nên khi viết một mình nó mới viết thành chữ duy này. Đấy, và khi đọc nó đọc là duy, là duy. Đấy, khi đọc nó đọc là duy nên nó viết như này, là duy này thế. Các bạn nhớ nhá, đây này, C, Q, X thì không bao giờ có dấu hai chấm ở trên đầu. Và các bạn biết nó không bao giờ đọc là du hay chu hay là mà luôn đọc này là truy và truy và suy. Bạn nhớ là Z, Q, X, cái điều đặc biệt của Z, Q, X như vậy, nó bất quy tắc. Các bạn cố gắng nhớ nhá. Thì còn ở trên cái bảng này nó cũng có một cái đặc biệt ở đây nữa, đó là Z, Q, X sẽ đi với tất cả phụ âm từ IA, là từ IA, IA, IAO, IU, IAN, tức với tất cả, AN, IUN, tất cả đều có Z, Q, X đều đi được, tức là Z, Q, X sẽ ghép vần được với tất cả các vần này. Đấy, nhưng mà chữ B, chữ F, chữ M, chữ T, chữ D, chữ D, chữ thờ, N là không thể đi được hết tất cả. Thế còn khi mà nó viết một mình thì nó luôn luôn, khi mà nó đứng một mình này không ai ta viết nó một mình mà người ta phải viết có chữ Y dài trước. Đấy là cái điều mà mình nhắc nhở các bạn. Đấy là như vậy trong cái bảng này. Rồi cái phần tiếp theo dưới này sẽ là chúng ta sẽ sang phần thứ hai, phần luyện tập của chúng ta. Thì có một cái điều đặc biệt ở đây là ta sẽ học được cái từ phú này. Đó là nếu như mà cái từ phú này chúng ta biết là từ phú này là cái dấu huyền, đúng không? Dấu huyền trong cái Việt Nam, dấu bốn gọi là thanh điệu bốn, đúng không? Khi mà cái thanh điệu bốn này ấy, mà đi đằng sau nó cũng là một thanh điệu bốn khác, đi ngay sau nó luôn là một thanh điệu bốn khác, thì cái thanh điệu bốn đấy phải chuyển thành thanh điệu hai. Thanh điệu hai là dấu sắc của tiếng Việt này, thanh điệu hai. Thì ở đây là chúng ta phần luyện tập ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập cái phần này. Ủ. Liên xí. Y sheng diao. Y sheng diao. Xue. 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 Xin lỗi các bạn. Xue. Chu. 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 Chữ. 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 Đấy. Quản thế chữ 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 chữ. Y. Chữ. 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 Ok. Chien. 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 Liu. 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 Đấy, ta tập rồi. Chi. 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 Chiêu. 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 Ming. Ming.
明天 OK nhá. Thì bây giờ ta sẽ luyện tập với cái từ phú. Ta thấy là khi là bạn đã biết từ phú lần trước này, thì bạn thấy vào khi mà nó gặp cái từ chào và từ khan này, thì bản thân nó sẽ bị biến thành dấu sắc. Đấy, biến thành dấu sắc. Đấy, biến thành tương tự như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc cái phần này. 二，不的变调，不的变调，不喝，不喝，不忙，不忙。 不好，不好，不要，不要，不听，不听，不学，不懂，不懂，不看，不看。 Thấy các bạn thấy chưa? 不懂 như thanh này sang này là 不看 luôn. Đấy, như vậy. 不班，不班，不填，不填，不讲，不讲，不念，不念。 Còn các bạn bạn phải đọc là phú niên, nó hai cái mà đọc phú niên thì nó sẽ ngoài phú niên hay là phú niên, hai cái huyền huyền này không hay luôn. Phú xin, phú xin. Phú xiển, phú xiển. Phú xiển, phú xiển. Phú xin, phú xin. San, san. Niệm đọc biến yên biến điệu. À, chúng ta sẽ cùng nhau niệm cái phần biến điệu của những cái âm này nhé. Niệm phần biến điệu một chút. Đây, khi mà nó ghép dưới này nó sẽ là biến điệu. Chi, chi. Chi, 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 签签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 签
秦秦群群心心轩轩急急局局起起取取西西虚虚家家下下清清星星奖强强强叫叫笑笑求求修修借借切切解解写写桥桥小小井井请请机器机器举旗举旗休息休息修理修理举行举行举行举行需要需要需要需要努力努力履历履历取钱取钱提前提前今天今天明天明天今年今年明年明年
东边东边西边西边前边前边后边后边全线全线全面全面新鲜新鲜新年新年 OK, phần nghe luyện nghe ta là hết rồi. Thì nó chỉ phần luyện đọc thì các bạn phải nhìn vào đây và đọc thì các bạn nhớ cái phi nghiêng ấy, nhớ cái này. Tức là nhớ cái phần phi nghiêng viết bằng chữ Latin này thì nhìn cái chữ vẽ này và tự luận ra chữ Latin để luyện nói. Đấy thì các bạn nếu mà không luận được thì các bạn dở vở ra và chép lại. Ví dụ như các đoạn hội thoại này ta có thể dịch được luôn ạ. Nỉ xuế hình vĩ ma đúng không? Ví dụ vậy. Thì các bạn có thể dịch lại làm việc tiên triên. Đấy. Thì cái phần bài tập Lộc sẽ cố gắng giúp các bạn ở đây. Nỉ xuế hình vĩ ma. Bạn học tiếng Anh à? Pú tức là không phải rồi. Thế nào? Thì cho nó là pú không còn cái dấu phẩy này nữa thì ta sẽ là pú xuế. Tôi không học hoặc là pú xuế hình vĩ ma. Pú xuế hình vĩ ma thì nó sẽ đầy đủ. Truy bảy dinh ma đi Bắc Kinh à? Không, tôi không đi Bắc Kinh thì cũng sẽ là mùa phú truy Bắc Kinh hoặc là thuê, đúng, đấy, tùy các bạn. Tiếp theo ta thấy là phú xuế Hán ủy, tức là tôi, tức là nói là không phải là học tiếng Hán thì các bạn sẽ, thì câu hỏi nó sẽ phải là bạn học tiếng Hán phải không? Bạn học tiếng Hán phải không sẽ nói là nỉ là bạn đúng không? Xuế Hán ủy ma rất dễ thôi, đúng không? Nỉ xuế Hán ủy ma, bạn học tiếng Hán phải không? Thì nó nói là phú xuế Hán ủy. Thì sẽ hỏi câu khác là nỉ xuế yên ủy ma, các bạn có thể là tức là các bạn hỏi là nỉ xuế an la bố ủy ma, tức là học tiếng Arabic à, hoặc là nỉ xuế thứ ủy ma, học tiếng Đức à, hoặc là nỉ xuế phá ủy ma, học tiếng Pháp à, ví dụ vậy. Thì nó sẽ trả lời là thuê, câu trả lời là đúng, đúng không? Thì sẽ trả lời là thuê, câu trả lời là đúng, ok, đúng không ạ? Bây giờ lại câu hỏi này là lỉ truy dậu ủy ma, lỉ truy dậu ủy ma, nó có hai cái dấu phẩy này. Ở đây có hai phần trả lời và ở đây đã là truy rồi thì chắc chắn là trước đây sẽ là phú truy đúng không ạ? Thì phú truy dấu chú phú nỉ truy dấu nỉ truy dấu chú ma nỉ truy dấu chú ma nỉ truy dấu chú ma thì có nghĩa là bạn đi đến bưu điện này đúng không? Thì các bạn thấy là ở đây nó có hai phần trả lời thì ở đây đã là truy rồi thì trước đây sẽ là phú truy đúng không? Phú truy dấu chú phú truy dấu chính là không đi bưu điện mà ta gọi là đi ngân hàng đúng không ạ, truy yến hàng, truy yến hàng thì nó tức là thì nó sẽ là phần 3, phần 4 này, ba phần 4 này nó làm của nhau thôi. Các bạn đưa phần 3 ghép vào phần 4 ghép phần 3 thì là sẽ ra cái hội thoại này là lủy chi dấu chú ma phú truy truy yến hàng minh thiên triển minh thiên triển ngày gặp lại ngày mai. Thế còn cái phần viết mẹ nói các bạn rồi, các bạn mua sách về các bạn tự vẽ thôi. Đấy. Luyện vẽ, luyện tập viết mình thì không thích vẽ vời cái này lắm. Thì ước mong là các bạn sẽ học đầy đủ các kỹ năng cũng giống như mình. Tôi hẹn gặp lại các bạn trong tất cả các video tiếp theo. Chúc các bạn sẽ là một người thành công trong cuộc sống với môn tiếng Trung. Goodbye.